Hello, long mến chào cô chú anh chị em và tất cả mọi người. Ngày mới, ngày hôm nay thứ hai đầu tuần, đang đi tăm dâu cái sẵn á, thu hoạch ít rau rồi, sẵn dịp cái long quay cho cả nhà xem nha. Long về Việt Nam 3 tuần, cái qua được 1 tuần thì cũng chăm lại chút xíu vườn rau nè, rồi mới trồng rau lại nữa. Khổ á, long mới vừa trồng, trồng ngày hôm qua, ngày hôm kia á. Đó. Còn đây xà lách đây nè, hôm nay đang thu hoạch cái xà lách đây rồi cải thìa. Còn đây su hào nè, bữa nay nhổ cỏ cái tới xới đất lên rồi á, cái nó ra nó đẹp không, cao lắm rồi nó phải cắt để thôi, nó già đi uổng. Cái này là để hơi 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 bung ra rồi đó. Mà cắt nhiều quá thì xuống ăn không hết. Cắt rau xong cái người chăm dâu rồi coi những cái ngó nào mà mình trồng được á thì mình trồng dâu tây, tại vì hôm bữa giờ bỏ phế cái không có chăm gì nhiều á, cái dâu nó cũng không có đẹp gì lắm, ở ít ngó nữa. Mớ thôi ha, cái này ăn được lần hai lần nữa, nấu được 2 bữa nữa. Nó cắt ít cái thìa này, cắt hết đi nè, để cái mình dọn cái chỗ á, dọn cái chỗ mình trồng rau khác. Cái thìa này đáng lẽ là mình bứng ra mình trồng á, bứng ra trồng thì cây nó to hơn. Không bứng cái cây nó nhỏ nhỏ vậy nè. Giờ ở bên đài đây á, nó thời tiết mát mẻ rồi, trồng cái gì cũng được hết trơn rồi, trồng nhiều loại rau lắm luôn. Hôm nay đang lấy cái lúa bên kia đang trồng dâu tây rồi, cái không có chỗ để mình trồng rau nhiều á thì đang trồng những cái loại rau mà mau ăn á, ngắn ngày. Cái trồng lâu ngày quá cái mình không có chỗ mình trồng rau khác, cho nên là con lựa cái rau nào mà ngắn ngày á con trồng trước. Nhìn non không, hôm bữa về nó cằn cỗi lắm luôn, cái tưới nước lại á, cái nước nhiều cho nó, cái lá nó non nó giòn ra. Mấy con sâu nè, đây nè, sâu này là sâu đất nè, con sâu này nó ăn cỏ ăn rau dữ lắm luôn, mình nhổ cỏ là nó mới đi lên đó chứ không hả, nó trốn dưới đất á. Bây giờ nó đi thu hoạch trái hủ, nó về Việt Nam cái không có chăm nó cằn cỗi luôn nè, nhưng mà trái nó út nút rồi, nhìn thấy cưng không này. Đốc nút à, bên đây nữa nè. Thấy cưng không?
Tròn. Ủa đây như còn trái hay trái gì nữa, mấy cái trái bên kia cái kiểu như mình không có ăn á, cái nó già nó chín cái nó rụng mà nó hư luôn. Cái này nó cũng bị nấm phấn. Này hái được thêm mấy trái hôm qua nữa. À, bên này thu hoạch được nhiêu rau này, rồi còn rau cải dưa bên đây nè thì cũng ăn lần lần, như là mình nó non vậy á, mình xào ăn nó ngon hơn, còn mà để già một chút thì mình làm dưa. Rồi giờ đang đi chăm sóc cho cả nhà xem cái dâu tây ở trong chậu nè. Đó, bữa nay nó cũng đẹp đẹp bớt rồi, nó cũng mới vừa xới lên, rồi cho thêm phân bò đó, nó ra ngó cũng nhiều lắm luôn nè, mà ngó này thì cũng được thôi chứ mập thì không mập lắm thôi đó. Nó cho thêm phân á, cái ngó nó to, còn không có cái nó nhỏ nhỏ lắm luôn. Dâu này là dâu Nhật nha, dâu Nhật mà nó hay xè ra bằng như cánh quạt vậy đó. Còn dâu đây thì nó nói là dâu hàng xóm cho nè, nha bông nha trái nè. Rồi, ở đây cây này nó cây già cho nên là nó đẹp hơn. Còn đây nè, trên đây là những cái cây mà mình trồng sau nè, đó, nó cũng ra bông rồi nè. Đây là như dâu Nhật á đó. Còn ở bên đây, bên luống đây đó, bữa cỏ quá trời cái nhổ ra rồi á, nhìn có mới thấy được cây dâu. Thì cái hàng ở ngoài đây á, Long có bỏ phân bò nè, sới lên bỏ phân bò, thì khi từ khi Long trồng xuống tới bây giờ chưa có bỏ phân bò, hình như là chắc cũng được hơn 1 tháng rồi đó. Rồi cái cây của mình đó, nó hơi yếu quá, thì như những cái bông ở đây á, Long nhắc nó bỏ đi đó, nó không có đạt nè, mình thấy nó không có đạt á, nhắc nó bỏ để cho nó nuôi cái cây ha. Cái bông mà ở trên chính giữa nó ra cái nụ gì đâu mà giống như cái lá, như cái cây vậy đó, mình ngắt nó bỏ đi cái này, mình để cho nó nuôi cái cây cho nó mập mập lên, tại vì thấy cái bông nó ra nó cũng yếu quá, lo ngắt bỏ thôi, chứ nếu mà nó ra mà cái bông nó đạt thì mình cũng để, nhưng mà thấy cái bông nó hơi yếu, không có sâu nữa sâu gần. Đây nó ra bông nè, lòi đất lên. Đây là dâu anh đào, nó ra ngó mập chưa, ra ngó mập gì thì Long cũng để nè. Cái này nấm mắc cua, cái cây này bị quấn đọt rồi nè, Long để đại thôi. Cây đây cũng vậy nè, giờ chưa có giống mình thế vô á, để đại nó đi. Cái ngó nào mà nó yếu quá cái mình cắt nó bỏ, còn nó khỏe thì mình để nó hôm bữa luôn, nhổ cỏ thôi không có xớt đất nè. Rồi hôm nay cái mình xới cái mình bỏ thêm phân bò vô nha. Thường thường thì không bỏ phân á, nó hay xới xới lên cái móc cái lỗ đây cũng bị sâu vô. Mùa này sâu sâu gần á nó cũng nhiều lắm, cái ngó này cắt được rồi. Hôm nay mình trồng dâu thì nó hơi trễ một chút xíu, theo như người ta trồng sớm là bây giờ ra bông ra trái rồi ha. Ngó này là con bỏ luôn đi, nó tập trung vô nuôi cái cây, tại giờ cũng hơi trễ rồi, mình lấy ngó nhiều quá ha, cái cây nó mất sức. Mất bên hông này nè, mình bỏ phân bò, cái phân bò đây nó hoay một quai nè, đa phần là không bỏ phân bò nhiều nha, ít có bỏ phân hóa học, cũng lâu lâu cũng bỏ một lần nhé, mình đổi cái khẩu vị cho nó. Ừ, thùng các bạn mà trồng dâu á
mà xới đất chậu lên, nó có mà những cái con đây thì đất nó bỏ nha, nó còn nó cắn ha, nó cắn rễ cây á. Đa phần cái chậu nào á mà có những cái con sùng nó đó, cái mình lật nó lên á là cái rễ dâu của mình nó bị cắn hết trơn luôn á. Cho nên là các bạn làm mà thấy nó bắt nó bỏ, nó bỏ đất lại, đắp đất lại, nó bỏ phân bò cho cây dâu của mình là vậy đó. Hình như cái cây đây là cái cây dâu bạch tuyết giống mới là non đêm đổi với người ta đó, nên nó to rồi đó. Cái ngó này nó cũng to to nè, thì nó to to cái hồi mình lấy cái chậu của mình lấy ngó nó vô cái chậu, cái chậu xúc lại đất vào đây nè, đất vào đây nó cũng nhuyễn lắm luôn nè, cũng có phân bò đâu. Thì đợt này á con trồng dâu tây á, con trộn phân bò với cho cháu, tại vì tự ung cho cháu á, cái mình trộn phân bò với cho cháu không à, bữa nay là không có bỏ vôi cho cháu, nó cũng giống như khử trùng đất rồi, ngay nó tốt nữa, nó tốt cho cây nữa. Những cái lá này đi, những cái lá mà nó nằm ở dưới á nhắc đi. Về mình chăm được từng tuần mà cái cây thì nó ra nó đẹp ra rồi nè, hôm bữa nhìn vô không thấy cây dâu đâu luôn á. Nhưng mà vô mùa này sâu hơi bị nhiều ha, mình chú ý một chút xíu chứ không thôi để nó ăn hết, lâu lâu rồi bỏ đất bỏ phân chứ quên đó, bỏ đất bỏ phân là xới đất lên gì đó mình bỏ xuống. Mình cứ làm khi nào hết thôi. Còn cái cây đây là cây dâu Nhật Hanna nè, đó nó cũng ra bông rồi nè, ra được cái trái này ra cũng đều nè, nhưng mà bị sâu, cái này không biết cũng là sâu sâu gần đúng không, nó không lên kiểm tra nó ăn luôn mất đọt luôn, mất đọt mất lá hết rồi. Ăn vô tới bông luôn. Dâu này là dâu Nhật Hanna nè. Năm ngoái đang mua một cây của nó tới một trăm mấy chục đồng một cây luôn. Thì cũng như chồng mà đam mê cái mua giống mới á, mình muốn thích trải nghiệm những cái loại giống mới cái mua. Năm ngoái mua thì chồng như ăn được có mấy trái thôi, ngọt, không thấy nó ngọt. Rồi năm nay là giống ra trồng được một hàng đấy thôi, không được hàng cái cây đó là cây Nhật Nhật lùng, Nhật bình thường, thì được 2 4 5 cây, 4 cây thôi chứ không được 5 cây. Cái cây đây là cái dâu bạch tuyết, thì gắn chăm nó đi cho nó nhảy nha, cho nó ra ngó cái mình lấy giống thêm, cái giống nó mắc lắm luôn đó. Còn vô mùa đông này á, thì trời ổng ui ui ổng mát mát 2 ngày luôn mới tưới 1 lần thôi. Đó. Cái này ngày hôm kia là nó có tưới rồi nó, mà ngày hôm qua cũng không có tưới nè, ngày hôm kia tưới là ngày hôm qua không có tưới mà đất vẫn ẩm, tại vì trời ổng ui á, ổng mát mát á chứ nó không có nắng á, cho nên là không có cần tưới nhiều, cứ tưới 2 ngày 3 ngày, 2 ngày luôn tưới 1 lần. Đó. Thì cứ coi thôi, cứ coi trời khi nào mà trời ổng nắng lên thì đất khô thì mình tưới, còn
đất mà nó giữ độ ẩm gì hoài mình không cần tưới đâu. À, không để ý thật sự là dâu mình nó bị mấy con sâu nó nhiều lắm luôn nha. Nên là thường xuyên lên dạch lá nó coi coi có bị sâu không, chứ mình không thường xuyên lên, mình quan sát đó là đợi tới mà thấy cái cây sâu ăn là nó ăn sạch trơn luôn. Đó cái dàn dâu rồi lần qua mép bên đây, lần quay cái luống dâu mép bên đây cho cả nhà xem. Lần về đang chăm lại cái cây bông sữa đũa nè, bữa nay nó tươi ra nè, hôm bữa lá vàng hết trơn luôn á, có bông nè, bông không, bữa nay có cái chậu bông này ra cũng rất là đẹp, hai chậu đây. Cái đây đất nó hơi khô nè, có thể tưới được rồi nè, đó. Ở trên bề mặt mà mình thấy nó hơi khô vậy cũng có thể tưới nước cho nó rồi ha. Đây cái này là nó trồng ra sau là về là trồng lại, trồng trồng sau này kiểu mình lấy ngó sau á rồi trồng ra hết luôn đó. Cái luống bên đây thì nó đẹp hơn bên kia ha. Thì vô mùa này thì gắn chăm cái cây để cho nó ra bông ra trái, còn lấy ngó thì khi nào mà ngó nó to nó mập á cần thì mình lấy, còn không cần thì mình ngắt bỏ bớt luôn đi, chứ để nhiều quá nó yếu cây chứ không có gì hết. Đây là dâu bạch tiết nè, cái cây này là cây già nè, nó cây già nó mới phát triển đẹp như vậy nè, còn ngó thì mình trồng là nó mới hơi hơi vậy thôi nè, nó đây nè. Như ngó gì thì nó yếu quá ngắt nó bỏ đi đừng có để. Bây giờ ăn tiếp làm hay bỏ phân hết cho cái luống dâu đó. Thì hôm nay Long lên Long chia sẻ tới đây, cũng chúc cô chú anh chị em, chúc tất cả mọi người đầu tuần thư giãn vui vẻ và được nhiều sức khỏe nha. Long tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha, bye bye.